sơ sao nó lên. Hello anh, đã lâu không gặp. Mong anh đưa vào tờ khai với một thái độ chân thật. Tránh đã quen vùi mình vào những chốn ăn chơi và cứ thế buông lơi. Mẹ anh vẫn gọi em mỗi khi anh bất tâm ơi, tìm nó cho ba con ơi. Wow. Chắc đến lúc này anh cũng biết là anh fuck up. Phải dù nó sẽ sống vào mấy món đồ bê lắc cả. Nghĩ cho thật kỹ không đợi nó quay ngoắt à. Ngất ở trong club mà vẫn chờ lúc bị bắt phòng. Sao này ta gặp mặt nào nghĩ tới cái mắt à. Mấy cậu em xem bước kênh chung nó kề. Anh em phê vui cô bay em là vua hề. Cứ tới đây không nên vấn đề. Đêm cho anh múa nhảy sao kê em là chúa tề. Kiếm anh cái thẻ sạch sạch. Tay dẻo anh kẻ xoành xoành. Mấy cô em gái nó nà thường vỗ bạch bạch. Sao dâng nghiêng cạch cạch kê. Đi thôi. Đồng chí Tờ Linh lên đồ, mới nhận lệnh xuống từ trên bộ. Đi vào đường dây ma túy ở căn biệt thự bên hồ. Tổ công tác giờ đã điều tra ra lời khai của hắn toàn những điều ba hoa. Đồng chí theo dõi không bị nhiều radar. Cả đội ập vào cùng với rất nhiều AK. Đi đây không phải truy sát nên là bắt giữ. Các mình nguyên tờ whole squad vừa được cắt cử. Lục soát mọi nơi bọn chúng cất giữ. Đi tới tóm hết công tay bắt đủ. Không thiếu một mạng. Chúng nó còn mãi đóng kịch cho đi bóc vài cuốn lịch. Tương lai kia đành đóng cửa khi đứng trước vành móng ngựa. Nếu mà thả ra làm cả phố càng lo, cho nên không thể nào mà cố làm ngơ. Dù cho là có với ông bố làm to, vẫn phải tuân thủ nhập số vào kho. Sau bao nhiêu ngày quan sát khi anh nằm vùng, anh đã cố gắng khuyên em bảo em rằng đừng. Em không hề muốn nghe anh từ chối thẳng thừng. Và giờ là kết thúc khi em chẳng dừng. Hello em, đã lâu không gặp. Em hãy điền vào tờ khai với một thái độ chân thật. Anh đã từng là bờ vai mỗi khi em đến thân mật. Giờ em nhăn mặt khi nhận ra anh là nhân vật đã khiến đường dây bị thâm nhập.